Cái giá đắt Lisa, Blackpink, phải trả sau màn biểu diễn tại Crazy Ho, sau màn biểu diễn gây tranh cãi tại hộp đêm Crazy Ho, con đường hoạt động nghệ thuật của Lisa, Blackpink, tại Trung Quốc và Hàn Quốc đang dần thu hẹp lại và có dấu hiệu bị phong sát, đánh mất thị trường tỷ dân. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, người dùng không thể truy cập vào tài khoản Weibo cá nhân của Lisa và fan cờ Lisa 3, với thông báo trang của cô vi phạm các quy tắc đề ra. Dù không tiết lộ bản chất chính xác, nhưng người hâm mộ đều đoán được đây là hệ quả của những buổi biểu diễn tại hộp đêm thoát y ở Pháp. Cùng ngày, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra các bài viết, hình ảnh về nữ thần tượng trên Weibo của Blagari và Celine không còn hiển thị. Không chỉ vậy, tài khoản Instagram của CEO Blagari cũng ẩn đi một số bài đăng có sự xuất hiện của ngôi sao sinh năm 1997, dù chưa có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào, nhưng động thái từ phía Trung Quốc cho thấy rằng, đây là bước đầu tiên của quá trình phong sát. Điều này dẫn đến việc Lisa sẽ đánh mất cơ hội hoạt động tại đây, gần như không được phép tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí, bên cạnh đó. Việc giảm sút mức độ ảnh hưởng tại thị trường tỷ dân cũng làm lung lay vị thế của Lisa với các thương hiệu Blagari và Celine. Hiện tại, ở thị trường châu Á, hình ảnh của Lisa không thể so sánh được với V hay Park Bo Gum. Còn thị trường châu Mỹ, châu Âu, nữ thần tượng cũng chưa thể tạo được tiếng vang như Anne Hathaway hay các đại sứ thương hiệu khác, tương lai của Lisa gắn với các thương hiệu xa xỉ trở nên mông lung và khó định hướng ở thời điểm này. Bởi Trung Quốc là một trong những thị trường hàng đầu mà Blagari Selin cùng nhiều thương hiệu khác đang muốn đẩy mạnh việc lisa bị phong sát tại đất nước tỷ dân sẽ khiến các ông lớn dè chừng không ưu tiên lựa chọn nữ thần tượng cho các hoạt động chiến dịch của mình